Ok và hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình là Thành EJ đây. Và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Snake Rival rắn săn mồi nhé. Và anh em thấy gì không, mình có rắn mới đấy anh em ạ. Mình đã bỏ ra 2.800 để mua rắn này. Và nếu anh em nào thích video này hãy cho mình một like cũng như là comment dưới video. Nó sẽ là cái động lực rất là lớn để mình có thể làm thêm nhiều video hay hơn nữa trong tương lai nhé. Và nếu video được 500 like, ngày mai chúng ta sẽ tường mới nhất của Snake Rival nha. Anh em có 3 giây để gửi like cho mình nè. 3, 2 và 1. Và cảm ơn anh em rất là nhiều và chúc anh em xem video vui vẻ nhé. Rồi, con này giá là 2.900 game. Với giá game hiện tại nó khá là đắt. 2.900 game thì chúng ta cứ lấy nhẹ nhẹ tầm khoảng 500.000, 500-600.000 thì đấy, các tầm khoảng 700.000 thì nó sẽ hợp lý hơn. Để cho con rắn này rất đẹp luôn anh em nhá. Tôi sẽ mở thêm cái hộp bạc để xem con rắn mới không. 21 coin, 2 game, 25 XP, màu của con bò, fireball, không có nhiều lắm, không có nhiều thứ lắm. Tôi sẽ test cho anh em xem con rắn mới nó đẹp như thế nào nhé. Siêu siêu đẹp luôn ý, nói như vậy. Ok, bronze, đây, đây là cái hình dáng của nó rất đẹp. Ok, hình như chỗ này có thừa hai cái này, chỗ này có hai cái custom giống nhau rồi, mình sẽ bỏ bớt một cái đi. Nó có cái cánh, vẫn đẹp lắm anh em ạ. Pinata, nó như kiểu là một cái sự kiện gì đấy. Rồi chúng ta sẽ vào mình chơi nha anh em. Battle Royale với rắn mới, hy vọng là chúng ta sẽ có thể đủ cái sự tự tin để mình có thể là kết thúc ở trong top 1. Hy vọng là chúng ta sẽ có thể chiến được nha. Cố lên nào anh em ơi, chiến thôi chiến thôi. Battle Royale, Battle Royale mode. Ok let's go nào, cho đang lost. Cái màn này mình rất là ghét anh em ạ. Cái màn này nó tối quá. Tập trung chơi là ok mà, không vấn đề gì. Nó có tập trung chơi là mình đừng có giật nhá. Mình vừa thấy hiện tượng giật lag xong. May là nó không hơi giật anh em ạ. Chết thật sự luôn. Đấy, nó giật như thế chơi nào. Ôi thôi xong rồi. Mà này nát rồi. Đây, what the fuck luôn. Tại sao tôi giật nhờ, tôi có chưa chơi một cái ván game nào của cái trò này luôn. Và nó lại giật tung đít tôi rồi. Có chịu thật sự luôn. Trận này thắng được bằng mát. Ok, chúng ta sẽ cố gắng làm trong top 10 nhá. Mình không hiểu sao là nó lại giật luôn. Chịu luôn. Mình có chạy cái gì quá nặng không nhở? Hay tôi chạy web nhở? Từ đây tôi tắt cái web cái này đi ạ. Giật quá anh em ạ. Giật thật sự luôn. Pinata rất đẹp, con rắn này rất đẹp, phải nói như vậy. Nhưng mà sao anh em, chúng ta sẽ khắc phục cái hiện tượng hơi giật lag một tí xíu này, không vấn đề gì cả. Và cách là tập trung chơi. Hình như lại mấy con kia lại ăn được nhau rồi, khủng quá. Chúng ta sẽ cố gắng ăn nhiều nhất có thể nha anh em. Ăn các kiểu ở đây này. Vào trong đi. Thế nhở, phải đông quá. Nó xa một cái vùng trời mới đấy anh em ạ. Nguy hiểm thật sự luôn. Và chúng ta đang cố gắng là có thể là trụ được ở trong top 10 nha. Pinata này thì quá đẹp rồi, không phải nói nhiều, là quá xịn rồi. Hy vọng là mình sẽ có thể là tiết kiệm thêm coin để mình mua cái con rắn con gì nhỉ? Lincoln anh em ạ. Lincoln rất là chất lượng. Ui, giật quá. Chết rồi. Vào anh em ơi. Hy vọng là tí nữa sẽ ra đây. San khá tốt anh em ạ, cũng không nói là quá tệ, phải nói là cũng không quá nói là quá tệ, và chúng ta nằm trong top 10 rồi. Dù hơi giật lam một tí xíu nhưng mà chúng ta vẫn cố gắng để có thể chiến đấu được. Rồi xuống dưới anh em ơi, xong rồi. Đó, rất nhanh. Đó, đi rất nhanh. Ok anh em ơi. Ok anh em ơi, chúng ta vẫn còn một cái đạn nhá. Chúng ta vẫn còn một cái đạn nhé anh em. Còn 7 cái địch nữa. Xem thanh niên nào to mình bắn này. Thanh niên san mình bắn đi anh em ơi. Bé hơn khá nhiều đấy. Thanh niên san khá to nên mình phải bắn anh em ạ. Không bắn không được. Sao thì cũng bé đi. Sợ vãi lều luôn, không dám vào ăn luôn anh em nhở. Thật sự là hơi sợ. Vòng bò tiếp theo rồi. Về tới đây anh em ơi. Đấy, vẫn rất đẹp luôn. Chúng ta vẫn có một cái hay thế. Hay quá nhờ, đánh tốt thế. Con rắn bé bé kìa, khó chịu quá. Rồi, ok. Quay làm gì, không giết được tôi đâu. KO, rồi ok anh em ơi. Nhưng mà mình chắc là không top 1 rồi, chắc chắn là gần như là mình không top 1 đâu anh em nhá. Không sao, chúng ta sẽ vì nó giật lag này mà phải chấp nhận thôi anh em ạ, không thể nào mà đòi hỏi quá nhiều được. Chắc là mình sẽ được đây rồi, chưa biết được, chưa biết mèo nào cắn nhỉu nào được nha anh em, chưa biết được, chưa biết được. Đến phút 90 vẫn còn có thể là lật kèo mà. Bên này là không có thức ăn nha, bên này là không có thức ăn, không có nhấp nháy. Khá đời khá đen. Đời đen như chuối, đời đen như chó mực. Ở đây rồi, đây rồi, đây rồi. Tôi mà chỉ có tầm khoảng 5-6 cái con đấy là ngon. Không được rồi anh em ơi. Bất lực rồi. Này khá nhiều thức ăn đấy. Nhưng mà không làm gì được anh em ạ, tôi to lắm rồi, à tôi bé lắm rồi. Bé lắm rồi anh em ơi, siêu bé rồi này. Chắc là top 2 thôi. Thanh niên Việt Nam kia chắc chắn là sẽ top 1 rồi. Đây vẫn có thể trụ được thêm một tí nữa anh em nha. Tôi vẫn có thể trụ thêm được một xíu xíu nữa, chưa nỗi là chết, gần chết thôi. Chưa biết được. Nếu đội thắng được thì sao? Chưa chết, ngắc ngoài. Oh, win kìa. Yes, yes. What the fuck? Thắng kìa. Oh my god, thấy chưa? Ui, may vãi cả trường anh em nhờ. Hòm gỗ à? Ơ sao hòm đểu thế, hòm đồng à? Oh my god, trời ơi. Hay quá. Đỉnh cao của không bỏ cuộc anh em ạ. Chúng quyết tâm không bỏ cuộc. Tại vì mình ăn được khá là nhiều, như là 2-3 cái con kia. Nhờ nà. Con kia thì nó cũng không to lắm đâu. Quan trọng là phải may mắn nữa. cộng thêm một chút may mắn của mình nữa là chúng ta ok rồi. Yes, 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 yes. Hay quá, tuyệt vời ấy. Được thêm khoảng 2.000 điểm. Cộng thêm chúng ta có một cái biểu tượng đây anh em ạ. Ôi Pinata đẹp vãi trưởng luôn, không phải nói nhiều nha. Wow, xin xò vãi cả trường. Và rồi chúng ta sẽ kết thúc tập này đến đây nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong tập tiếp nha. Bye bye. Quá.